Xin chào anh em, chào em quay lại với kênh Xe thế giờ của em ạ. Lần đầu tiên em chúc em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Video này em sẽ giới thiệu cho anh em về một chiếc xe nay Santa Fe máy xăng bản cao cấp, năm sản xuất năm 21 và phiên bản nó là phiên bản 21, phiên bản mới ra mắt đây anh em ạ. Vậy thì video này em sẽ giới thiệu cho anh em về phần giá xe này, tổng trên bánh này và các chương trình khuyến mại này cũng như này, em sẽ giới thiệu cho anh em những tính năng option của chiếc xe nay Santa Fe máy xăng bản cao cấp này có gì không thì em xin phép giới thiệu cho em một cái chi tiết cụ thể cho em nhé còn anh em mà muốn được review xe, cập nhật giá xe thì anh em hãy comment phía dưới cho em nhé, đẹp sẽ lên cho em một cách chi tiết cụ thể cho em ạ. Còn anh em mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em nhé, bởi vì kênh xe thì giờ của em sẽ chuyên về giá xe này, tổng trên bánh này và các chương trình khuyến mại để cho em sự chuẩn bị tài chính của mình tốt nhất. Ok, sẽ phép được đi vào vấn đề chính luôn cho em nhé. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe. Với giá biết nó đang là 1 tỷ 240 triệu ạ. À. Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho em với giá đang là 1 tỷ 230 triệu nhá. À tức là giảm giá cho em là 10 triệu tiền mặt đấy ạ. Còn anh em muốn được giá tốt hơn hay chương trình khuyến mại như nào, tặng phụ kiện ra sao thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái bên này nhá. Cam kết anh em giá lúc nào sẽ tốt nhất thị trường cho anh em đấy ạ. Khi mà anh em liên hệ trực tiếp qua đại lý của chúng em nhá. Vậy thì chiếc xe này Santa Fe máy xăng bản cao cấp này Lăn bánh nhân giờ đang là 1 tỷ 402 triệu ạ. Còn cháu có em bỏ ra với giá đang là 424 triệu anh em nhé. Còn ở tỉnh thì đang là 1 tỷ 359 triệu đối với thẳng ạ. Còn chào góp anh em bỏ ra với giá đang là 382 triệu ạ. con ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 377 triệu đối với thẳng. con chào góp em bỏ ra với giá đang là 400 triệu tròn anh em nhá. Ok, tiếp theo là những tính năng option em xin phép giới thiệu cho em ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể. Kích thước tổng thể chiếc xe này dài đang là 4m 785 ạ Rộng là 1m90 nhá Còn cao là 1m730 ạ Còn chiều dài cơ sở nó dài đang là 2m765 Còn khoảng sáng gầm xe nó đang 18,5cm ạ Phiên bản 21 này nó đã dài hơn, rộng hơn và cao hơn so với cả phiên bản 2019 và 2020 nhá Đó. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần mặt lưới ca lăng này Mặt lưới ca lăng của chiếc xe Santa Fe phiên bản 21 này thì nó đã thay đổi cách hoàn toàn luôn anh em nhá Nó chạy, nó sẽ liền mạch giữa cụm đèn bên trái chạy sang bên phải giúp cho chiếc xe cảm giác phần đầu xe nó sẽ được to hơn, rộng hơn và sự thiết kế đó em nhìn cảm giác nó đã sang trọng hơn và thể thao hơn rất nhiều ạ. vang mang dáng dấp của một chiếc xe súp rất là cứng cáp và mạnh mẽ anh em nhá. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần cụm đèn này. Cụm đèn phía trước của chiếc xe Santa Fe phiên bản 71 này nó thay đổi nó về từ đang nằm nằm dọc chuyển ra phải nằm ngang và thiết kế hình chữ T anh em nhá. Giúp cho phần đầu xe cảm giác nó sẽ được sang trọng hơn rất là nhiều ạ. Các tính an toàn về phần đầu xe gồm có camera cảm biến ạ, Cảm biến góc trước nhá 1, 2, 3, 4 ạ Và phần đầu xe thích hợp phiên bản 2021 này nó sẽ thêm đó chính là camera 360 độ anh em nhá Đấy ạ, đó Thôi giới thiệu cho em về tổng quan về phần đầu xe đấy ạ Phần đầu xe của chiếc xe phiên bản mốt anh em đánh giá nào ạ Rất là sang trọng đúng không ạ Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần sườn xe này Phần sườn xe của chiếc xe Santa Fe phiên bản 21 này thì nó khá là giống so với cả phiên bản 2010. Nó cũng được dập nổi rất là nhiều giúp cho chiếc xe rất là cứng cáp, chắc chắn và nhìn rất là thể thao và hiện đại ạ. Phần sườn xe thì có là thanh nẹp chrome. Thanh nẹp chrome phiên bản 21 này thì nó đã chuyển từ màu uh, titan sang màu uh, màu bạc em nhá. Và phần đầu xe cũng như vậy ạ, là từ chuyển sang màu titan chuyển sang màu bạc. Thì màu bạc này thì nó sẽ không bị ố như là phiên bản bản trước anh em nhá. Nhưng mà em đánh giá nó không được sang trọng là bằng so phiên bản trước ạ. Và đây giới thiệu cho anh em về phần bánh xe này bánh xe của chiếc xe Santa Fe phiên bản 21 này, này bản uh, cao cấp này thì uh, nó đã thay đổi hoàn toàn so cả phiên bản 2020 và 19 em nhìn có cảm giác nó rất là cứng cáp hơn chắc chắn hơn thể thao hơn và lịch lãm hơn tương đối nhiều so với cả phiên bản trước anh em nhá nó sẽ là vành phay 19 anh em ạ à, 19 anh em nhá các tính an toàn về gọi là phiên bản 21 này nó có thêm đó chính là cảm biến Epsilon này và các tính an toàn cơ bản như phanh ABS này, hỗ trợ phanh điện tử EBD này, uh, cân bằng điện tử xe VSC này và rất nhiều tính an toàn thì em xin phép cuối video giới thiệu cho em ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần gương chiếu hậu này. Gương chiếu hậu của nó sẽ là cùng màu thân xe, tích hợp trên đấy sẽ là có xi nhan trên gương đối bằng đèn LED ạ. Và tích hợp trên đấy nó nữa đó chính là có camera 360 độ anh em nhá. Đó, nó sẽ có chỉnh điện gặp điện và có cục gương tự động anh em ạ. Đó. Có thể giới thiệu cho anh em về phần tay nắm cửa này Tay nắm cửa của nó sẽ là cùng màu thân xe ở phần phía dưới ạ Và trên trên này cũng là mạng chrome anh em nhé Tích hợp trên đấy sẽ là có nút bấm đó chính là chìa khóa thông minh anh em ạ Còn đây sẽ tay nắm cửa cùng màu thân xe và trên là mạng chrome Cho cả bốn cái cửa sẽ hoàn toàn giống nhau cho cả bốn cái cửa anh em nhé Có đây giới thiệu cho anh em về phần trần xe này Trần xe của chiếc Santa Fe phiên bản 21 này nó là giống như phiên bản 10 Đó nhưng là có cửa sổ trời toàn cảnh panorama anh em nhá và có giá lóc hay thanh này. Phiên bản 2021 này nó đã thay đổi về phần anten. Anten phiên bản 21 này nó chuyển về anten là anten uh, uh, vây cá không phải anten uh, dạng cột như phiên bản trước ạ. Đây giới thiệu cho anh em về phần uh, đuôi xe này. Phần đuôi xe của chiếc xe Santa Fe phiên 71 này thì em đánh giá nó rất là tuyệt vời. Đó chính là phần đuôi xe này được được uh, độ rất là nhiều giúp cho chiếc xe cảm giác nó cứng cáp hơn, chắc chắn hơn và thể thao hơn rất nhiều ạ về cụm đèn thì nó đã thay đổi một chút xíu em nghe anh em nhá nó vuốt nó nhìn trông cảm giác nó sẽ được to hơn so với bản trước to hơn phiên bản trước và nó vẫn là dùng đèn là đèn là, halogen dạng 3D em nhá. Còn đây giới thiệu cho em về phần cản sau này. Cản sau của phiên bản 21 này nó thay đổi cách hoàn toàn so với phiên bản trước. Em nhìn nó nó vuốt thì cảm giác nó mượt mà hơn, uyển chuyển hơn. Các tính an toàn về phần đuôi xe có như sau sẽ nó có cảm biến lùi này, cảm biến lùi bốn mắt này, 1 2 3 và 4 ạ và có camera lùi anh em nhá. Camera lùi ạ. À, rồi em sẽ mở cốp lên cho em xem chiếc xe này Mở cốp nó có rộng không ạ Đây à, giới thiệu cho em về cốp xe nhá Cốp xe của chiếc xe Santa Fe phiên bản 1 này sẽ giống hoàn toàn cho cả phiên bản 20 thôi Nó rất là rộng nhá Nó rất là rộng đấy Hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba nó sẽ gặp được phẳng rồi được các Anh em có thể ngủ được Hàng ghế thứ ba thì gặp được 50-50 Hàng ghế thứ hai gặp được 60-40 anh em nhá Ok tiếp theo giới thiệu cho anh em về mức tiêu hao nhiên liệu ạ Cốp phiên bản này thì sẽ là cốp điện thông minh anh em nhá Cốp điện đấy ạ Còn đây giới thiệu cho anh em về mức tiêu hao nhiên liệu đấy ạ. Mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe Santa Fe máy xăng bản cao cấp này thì ở trong đô thị đang là 12,28 lít ạ. À. Còn ngoài đô thị thì đang là 7,53 lít anh em nhá và kết hợp trung bình thì đang là 9 lít 27 thôi ạ, à. chỉ có 9 lít 27 thôi nhá. Ok, giờ đến sâu bên trong nội thất giới thiệu cho em ạ. Đây giới thiệu cho anh em về nội thất này, nội thất bên trong của chiếc xe Santa Fe phiên bản 21 này thì về tổng quan thì em đánh giá nó là khá giống dòng phiên bản phiên bản 2020, nhưng mà cái phần Điều khiển trung tâm của chiếc xe Santa Fe 21 này nó thay đổi cách hoàn toàn rồi rồi anh em nhá Nó đã nhìn theo kiểu giống kiểu dạng xe sang, nó chuyển bằng các bút bấm rất là nhiều ạ Về tổng quan, về nội thất, nó vẫn sử dụng màu lâu, kết hợp màu đen, tạo không gian nhìn rất là sang trọng anh em ạ Đây giới thiệu cho anh em về phần à, à, ghế, ghế của nó vẫn được bọc da sờ rất mềm mại anh em nhá Và ghế được chỉnh điện 10 hướng ạ, vẫn được chỉnh điện 10 hướng anh em nhá Đó ở đây giới thiệu cho anh em về phần vô lăng này. Vô lăng của nó sẽ là vô lăng ba chấu được bọc da sờ rất mềm mại anh em ạ. Tích hợp trên đấy sẽ là có đàm thoại rảnh tay này, điều chỉnh âm lượng này. Còn bên này sẽ là cục con control, đó chính là ga tự động ạ. Còn đây là hỗ trợ lệch lệch đàn đường này. Đó. Về túi khí thì bản này sẽ có 6 túi khí anh nhé Có 6 túi khí đấy ạ. Tích hợp trên vô lăng sẽ nào thêm được đó chính là cái lưỡi chuyển số trên vô lăng này. Đó. Ở đây giới thiệu cho anh em về bên cánh cửa này. Ánh cửa của chiếc xe Santa Fe phiên bản 21 Bản đặc cao cấp này thì nó giống như phiên bản trước thôi anh em ạ Nó giống anh em nhá. Đó là về tổng quan nó trên màu lâu kết màu đen ạ à, Và nó sẽ có nhớ ghế hai vị trí anh em nhá. Còn đây là cái nút bấm anh em nhá. Đó chính là có cục gương này Điều chỉnh bốn mặt gương này Khóa cửa mở cửa này Lên xuống kính cho cả bốn cánh cửa anh em nhá. Còn đây là chốt kính và khóa an toàn trẻ em đây ạ Ok giờ đây em đi sâu bên trong nội thất để giới thiệu cho anh em ạ đây em giới thiệu cho anh em nhé. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần chìa khóa này. Chìa khóa của phiên bản mốt này nó thay đổi về thiết kế nhìn trông nó đã sang trọng hơn. Các nút bấm như sau gồm có khóa cửa này, mở cửa này, mở cốp này và có thêm tính năng nữa đó chính là đề lộ từ xa anh em nhé. Rất tuyệt vời đấy anh em ạ. Ok, giờ em sẽ bật on lên cho anh em xem ạ. Đây, giới thiệu cho anh em về bảng đồng hồ táp lô của chiếc xe Santa Fe phiên bản mốt này đồng hồ táp lô của nó đã thay đổi cách hoàn toàn rồi anh em nhá. Bảng đồng hồ táp lô của nó là sử dụng đó chính là Thể màn hình uh, digital điện tử 12,5 inch em ạ Rất là to bản anh em nhá Và rất là thể thao và nhìn rất hiện đại ạ Và rất nhiều cái tính năng đi theo ạ Gồm có đây là công tơ mét này Còn đây là vòng tua động cơ anh em nhá Vòng tua động cơ đấy ạ Còn đây là màn hình thị đa thông tin cho anh em Về thông tin về những chiếc xe đang tình trạng như thế nào ạ Và còn màu đỏ và màu vàng đó chính là đèn cảnh báo anh em ạ Còn đây giới thiệu cho anh em về phần uh, cần điều chỉnh ánh sáng này Có chế độ auto Auto là gì ạ tự động bật sáng khi vào trời tối hoặc hầm tối em nhá. Đó. Con này giới thiệu cho anh em về cần uh, điều chỉnh gạt mưa này, nó có chế độ auto này. Auto là gì ạ? Tự động gạt mưa khi mà trời có mưa anh em nhá. Thì theo em thì anh em nên để chế độ auto như vậy ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần uh, màn hình giải trí á. Uh, màn hình giải trí của chiếc xe Santa Fe phiên bản 1 này nó đã sử dụng màn hình 12,3 inch. Uh, rất là to bản anh em nhá. lỗi nó 10,25 inch em nhá. Rất là to đấy ạ. À, màn hình của nó sẽ là à, có kết nối aux USB, Bluetooth, định vị chỉ đường cho anh em Có kết nối apple carplay và Auto Android ạ Hệ thống âm thanh của nó sẽ là hệ thống âm thanh à, 10 loa anh em nhá Và có âm thanh của nó là Harman Kardon ạ Âm thanh giúp cho âm thanh sẽ trong chảo hơn Nghe nó sẽ đậm đà về chất lượng âm thanh hơn và nghe rất là sướng tài anh em ạ Còn đây giới thiệu cho anh em về phần hệ thống điều hòa này Hệ thống điều hòa của chiếc xe này thì nó sử dụng điều hòa hai vùng độc lập nhau, hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập nhá. Chuyển ra các nút bấm nhìn rất là xịn sò anh em ạ. Có thể giới thiệu cho anh em về phần thay đổi lỗi bật nhất đó chính là phần uh, hộp số ạ. Hộp số của phiên bản i này chuyển ra các nút bấm cho anh em nhá. Hút bấm rồi nó không phải cần số như là cổ điển nữa. Chuyển ra nút bấm và hộp số nó sử dụng là hộp số tự động 6 cấp anh em nhá. Còn đây là các cái chế độ nút bấm sau này hỗ trợ đổ đèo này, cảm biến này, hâu uh, rồi chính là phanh tự động anh em nhá. Đây là sấy vô lăng này. Còn đây là sấy ghế anh em nhá. Còn các nút vặn này nó chính là cái gì ạ? Nó chính là các chế độ lái ạ. Bản này sẽ có 4 chế độ lái anh em nhá. Đấy sẽ quay cho em về bảng hồ táp lô các chế độ lái này. Đây. Nó sẽ có các chế độ lái như sau. Ở chế độ comfort là chế độ bình thường này, chế độ smart là chế độ thông minh này, chế độ eco là chế độ tiết kiệm nhiên liệu anh em nhá. chế độ sport là chế độ thể thao ạ và chế độ smart là chế độ thông minh chuyển đổi giữa các chế độ ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần phía dưới này nữa, nó có như sau ạ. Đây, nó chỗ này xem là để sạc USB này. Cổng để sạc điện thoại thông minh anh anh kêu để đây anh em nhá, sạc thông minh đây ạ. Đó. Còn đây là họ để tàn thuốc lá anh em ạ. Còn đây được giới thiệu cho em về hộp tựa tay trung tâm này. Hộp tựa tay trung tâm thì rất là to bản này anh em nhá. Được bọc ra, sờ rất mềm mại ạ. Đây để đòi rất là thoải mái nhé. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần đèn trần này. Đèn chân của phiên bản 2021 này thì nó khá là giống phiên bản 20 đó chính là sẽ nó có các nút bấm như là các cánh cửa này các bên này đó còn đây mở cửa từ sáng này hoặc luôn luôn sáng như này nhá còn đây là cửa sổ trời này bàn này sẽ là cửa sổ trời toàn cảnh panorama anh em ạ ok giờ em sang hàng ghế thứ hai giới thiệu cho em ạ đây em giới thiệu cho anh em về hàng ghế thứ hai hàng ghế thứ hai của chiếc xe tam v này thì nó giống với cả phiên bản 20 và nó giống như hàng ghế đầu tiên đó là ghế được màu lâu bọc da sờ rất mềm mại ạ à. và hàng ghế thứ hai nó sẽ được uh, gặp được 60-40 anh em nhá Đó, được chỉnh cơ em ạ Ok, giờ lên sâu bên trong để giới thiệu cho ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về độ rộng rãi trước nhá. Em cao mét 80 này. Để chân anh em thấy nào, để chân rất là thoải mái nhá. Thừa đúng gần một găng tay đây em ạ. Đó, anh em mà cao to thì không phải thoải mạng, không phải nghĩ luôn ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về hàng ghế thứ hai nó sẽ thêm có cửa gió cho hàng ghế thứ hai này. Và dưới này chỗ là cổng sạc uh, điện thoại nhá, hai cổng nhá. Ok, giờ em sẽ quay cho em về tổng quan về hàng ghế đầu tiên của chiếc xe Santa Fe máy xăng bản cao cấp, phiên bản 21 này thì uh, À, về tổng quan thì em đánh giá chiếc xe này thì không thể làm anh em phải chê trách nó được bởi vì những tính năng option và sự thiết kế của nó thì nó quá hiện đại và sang trọng rồi ạ. Đó, anh em thấy thế nào ạ? Ok, rồi sang phần động cơ giới thiệu cho em về động cơ nhá. Đây em giới thiệu cho em về động cơ nhá. Động cơ của chiếc xe Santa Fe phiên bản 21 này nó là chuyển về động cơ thay đổi cách hoàn toàn về động cơ mới nhá. Động cơ nó sử dụng động cơ Smart Smartstream giúp cho khối lượng động cơ nó sẽ nhỏ hơn, nhẹ hơn và tăng khả năng cách âm tốt hơn. Và công suất cực đại chiếc xe này nó đang là 180 mã lực trên cho 6.000 vòng trên phút ạ Còn mô men xoắn cực đại nó đang là 232 mã lực trên cho 4.000 vòng trên phút nhá Còn dung tích bình liệu đang là 71 lít đấy ạ Ok, giờ đến sâu bên trong để giới thiệu cho anh em chi tiết này Đầu tiên giới thiệu cho anh em về đó chính là nước rửa kính này Đây là nước làm mát anh em nhá Động cơ thì động cơ 4 xi lanh thẳng hàng ạ à. 1, 2, 3 và 4 ạ à. còn đây là cầu hút để lên rất là cao rồi. Ác quy rất là to bản anh nhá. Đây là cầu trì. Còn cái màu vàng này đó chính là dầu phanh anh em ạ. Ok giờ em sang phần tổng thể giới thiệu cho em về tổng thể và những tính năng an toàn ạ à. Đây em giới thiệu cho em về tổng thể lại về kích thước tổng thể như đầu video thì em đã giới thiệu cho em rồi Tiếp theo giới thiệu cho anh em về những tính năng an toàn của chiếc xe Santa Fe Máy xăng bản cao cấp phiên bản A1 này có những sự thay đổi gì ạ Đó chính là các tính năng cơ bản ví dụ là camera lùi, cảm biến trước, cảm biến sau Hệ thống phanh ABS, phân bố phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, kiểm soát lực kéo, à, phanh à, cân bằng điện tử xe hỗ trợ khởi nhang dốc hỗ trợ xuống dốc kiểm soát lực kéo cảm biến áp lốp đó chính là cái tính năng mà rất là nổi bật của các cái cơ bản được về, về trước còn các phiên bản à, mới cái này nó sẽ có thêm một tính năng đó chính là camera 360 độ ạ à, hỗ trợ giữ làn đường đèn pha thích ứng hiển hiển thị điểm mù trên màn hình anh em nhé đó về phần à, tính năng an toàn bị động ví dụ như là sẽ có ma hóa động cơ này hệ thống chống trộm này và túi khí thì bạn này sẽ có 6 túi khí anh em nhé Ok, vậy thì video này em đã giới thiệu cho anh em về phần giá xe và tổng nhân bánh và những tính năng option của chiếc xe Santa Fe phiên bản 1 này rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh của em nhé. Để em sẽ cập nhật về giá xe cho anh em toàn bộ dòng xe của Hyundai cũng như các hãng xe khác nhau ạ. Như là Toyota, Kia, Mazda, VinFast, Mazda. Mitsubishi San hay rất nhiều hãng xe trên thị trường Việt Nam để cho em sự chuẩn bị tài chính của mình tốt nhất. Ok, em xin phép em sẽ dừng video đây. Chúc em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ.